Những hình ảnh này đã từng là nỗi buồn lo của bà con nông dân cả nước trong nửa đầu năm 2017. Lợn thịt rớt giá thê thảm, người chăn nuôi thua lỗ nặng. Được mùa thì rớt giá, hoặc thậm chí sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được là tình trạng đã xảy ra trong nhiều lĩnh vực nông lâm nghiệp. Vì vậy, với những gì đã và đang diễn ra trong thời gian qua, nhu cầu liên kết ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Không chỉ có nông dân cần liên kết, mà ngay cả các doanh nghiệp, đầu mối trong bao tiêu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp cũng có nhu cầu này. Tại Lào Cai trong thời gian qua, đã chú trọng liên kết trong sản xuất theo đường đi của sản phẩm, tạo thành các chuỗi liên kết để kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, và bước đầu kết quả mang lại là khả quan. Ba năm nay, hàng chục hộ nông dân của xã Mường Vi, huyện Bát Sát miệt mài với việc gieo cấy giống lúa cho loại gạo đặc sản thơm ngon Xéng Cù, không còn phấp phỏng lo âu được mùa rớt giá hoặc bị động trong việc đầu tư nguồn giống, phân bón, kỹ thuật gieo trồng. Bởi bà con đã có bà đỡ là hợp tác xã nông nghiệp tiên phong. Từ khâu chọn giống, kỹ thuật canh tác tới việc thu hoạch, xay sát và tiêu thụ sản phẩm đều có sự kết nối chặt chẽ giữa bà con nông dân với hợp tác xã. Những hạt gạo trắng sáng đẹp mắt kia mang tên Xéng Cù Mường Vi, đóng gói với bao bì được thiết kế thể hiện cảnh sắc đặc trưng riêng có của Lào Cai. Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi hiện có hai cơ sở tại thôn Đông Căn, xã Mường Vi là kho xưởng thu mua sơ chế ban đầu và tại xã Quang Kim là nơi thực hiện các khâu chế biến gạo. Trong quá trình triển khai, dự án đã thực hiện tốt mối liên kết bốn nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông. Đặc biệt, mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà nông được gắn kết rất chặt chẽ, hiệu quả, nên từ 12 hộ nông dân ban đầu thì nay đã tăng lên 32 hộ tham gia vào hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu trên 50 hectare. Khi liên kết với hợp xã Tiên Phong này thì là nó cũng có cái lợi thứ nhất là cho dân là về cái giá cả thị trường ổn định. Cái lợi thứ hai nữa là khi dân mà về thuốc bảo vệ thực vật là cũng có tư vấn về chăm sóc và phun thuốc sâu kịp thời. Cái thứ ba nữa là khi mà thời gian lúa đẻ nhánh thì dân chưa có khoản đầu tư thì hợp tác xã đầu tư cho về phân thuốc bảo vệ thực vật kịp thời thì là cái hiệu quả năng suất của cây lúa thì nó cao hơn. Lương Sơn là một trong ba xã của huyện Bảo Yên tham gia mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cây gừng của hợp tác xã Mai Anh. Mô hình được thực hiện theo hình thức bà con đầu tư đất, công sức, doanh nghiệp hợp tác xã tạm ứng giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng và bao tiêu khi cây trồng có sản phẩm. Thực hiện trồng chăm sóc từ 3 tháng thay thế những cây trồng kém hiệu quả. Đến nay, cây gừng sinh trưởng tốt, mở ra nhiều hy vọng cho bà con nơi đây. Qua cái vấn đề mà nhân dân cũng là nguyện vọng để chuyển đổi cây trồng và đem lại cái nền kinh tế cho bản thân rồi cũng như là cho gia đình thì cái này nguyện vọng của bà con chúng tôi cũng cố gắng là chăm sóc đảm bảo đúng với lại cái mức độ chỉ tiêu sau này mà để đạt được và cho kinh tế gia đình và hai nữa là trả sản phẩm cho công ty cho nó đảm bảo. Tham gia thực hiện dự án mở rộng vùng chè chất lượng cao huyện Bảo Yên giai đoạn 2014-2017 của công ty trách nhiệm hữu hạn chè Đại Hưng từ năm 2014. Đến nay, gia đình anh Hoàng Văn Xoan, thôn Sài 1, xã Lương Sơn đã trồng được gần 1,5 hectare chè Kim Tuyên và chè Lai DP. Toàn bộ giống và phân bón năm đầu anh được công ty đầu tư. Tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc được chuyển giao, cây chè của gia đình anh phát triển tốt và đã cho thu hoạch từ 2 năm nay. Sản phẩm thu hái tới đâu được công ty trách nhiệm hữu hạn chè Đại Hưng thu mua kịp thời với giá 15.000 đồng 1 kg loại búp trọn 1 tôm 2 lá và 10 đến 12.000 đồng 1 kg loại chè hái xô. Nguồn thu này cao hơn nhiều lần so với việc trồng ngô trước đây của gia đình. Cái chè này thì bán thì thường đưa thị trường chỗ công ty chè Đại Hưng. Công ty chè Đại Hưng thì ra thu mua. Thế với lại cái công ty này sẽ ký kết hợp đồng với công ty, người ta sẽ đầu tư toàn bộ giống và phân bón.
cho các cái hộ gia đình ai có nhu cầu thì cái đăng ký để phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Cùng với cây chè, cây gừng, những năm qua huyện Bảo Yên còn thực hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như cây khoai tây Maraben của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế An Việt, cây ớt, cà rốt, su su của Hợp tác xã Vàng Xanh. Những mô hình này mang lại lợi ích hài hòa thiết thực cho nông dân cũng như doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định, nâng cao thu nhập, từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất của một bộ phận nhân dân trên địa bàn, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Từ cái việc người dân chưa quen với cái việc sản xuất hàng hóa, thì nay người dân đã bắt đầu có những cái tín hiệu, đã có những một số nơi đã bắt đầu đăng ký trồng những cây vụ đông, rồi những cái cây mà có sự liên kết với các doanh nghiệp đã và đang bắt đầu có những cái tín hiệu rất là tích cực. Trong thời gian tới thì với cái sự chỉ đạo của tỉnh, sự chỉ đạo của thường trực huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện, thì chúng tôi cũng đang làm những công tác tuyên truyền, vận động để người dân mở rộng cái diện tích cây này. Nhìn ra toàn cảnh, bức tranh sản xuất nông nghiệp của Lào Cai đang sáng hơn lên bởi hoạt động liên kết sản xuất được đẩy mạnh. Đã xuất hiện các mô hình hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm như liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp chè Thanh Bình, Phong Hải với các hộ nông dân trồng chè. Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân như Hợp tác xã Quý Hiền, liên kết với các trang trại gia đình nông dân trong lĩnh vực chăn nuôi. Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân như công ty Chafaco với Hợp tác xã Long Bình, Hợp tác xã Na Hối, liên kết trồng và chế biến cây dược liệu Atiso. Đánh giá chung thì các cái diện tích mà được thực hiện theo các liên kết là cũng rất hiệu quả, cơ bản là hiệu quả hơn nhiều so với là không có liên kết, vì một là khi tạo ra được các liên kết thì cái đầu vào là cái vật tư, rồi hàng hóa, giống, phân bón thì nó đảm bảo chất lượng theo quy trình quy định. Thế còn đầu ra thì đặc biệt cái đầu ra thì là được các cái doanh nghiệp, hợp tác xã đặt hàng và tiêu thụ hết sức ổn định. Ngành nông nghiệp cũng khẳng định kết quả đạt được nêu trên mới chỉ là bước chuyển khiêm tốn ban đầu. Việc hợp tác và liên kết còn nhiều tồn tại hạn chế do các hộ nông dân, cá nhân chưa được hợp tác với nhau, liên kết ngang để tạo ra sức mạnh về đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất tạo ra sản phẩm với số lượng lớn tập trung, chất lượng cao và ổn định, cung cấp theo hợp đồng. Mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ vẫn thông qua nhiều khâu trung gian, liên kết dọc nên thị trường không ổn định, thiếu minh bạch và bị ép giá, ép cấp làm thiệt hại cho người sản xuất. Nhiều hợp đồng sản xuất, cung cấp nguyên liệu giữa người sản xuất với doanh nghiệp nhiều khi không được thực hiện do sự tranh mua tranh bán trong phân phối thu nhập, thông qua giá cho từng khâu trong chuỗi sản xuất thiếu minh bạch công bằng. Đặc biệt Lào Cai với đặc thù là tỉnh vùng cao miền núi, mô hình liên kết vẫn còn khá mới mẻ nên trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn từ chính người nông dân, đó là nhiều hộ dân chưa tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật thâm canh. Một số diện tích sản xuất liên kết chưa thực sự tập trung, còn manh mún, rải rác hoặc tự ý phá bỏ hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Mô hình liên kết và tiêu thụ nông sản là hướng đi phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Lào Cai. Giải quyết được nhu cầu cấp thiết của người dân về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khắc phục tình trạng được mùa, mất giá, ổn định đầu ra cho sản phẩm, giúp nông dân an tâm sản xuất. Vì vậy, giải pháp căn cơ được ngành nông nghiệp đưa ra là các địa phương sẽ tập trung bám sát các quy hoạch và thực hiện đảm bảo được các cái nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Cái thứ hai là sẽ tiếp tục có những cái bổ sung, rồi là xây dựng các cái cơ chế chính sách theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích thực hiện các hình thức tổ chức sản xuất và phát triển các liên kết sản xuất, nâng cao hơn nữa cái vai trò quản lý nhà nước của các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã đối với việc thực hiện các cái mô hình liên kết ở trên địa bàn. Liên kết trong sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp là mục tiêu lớn mà ngành nông nghiệp Lào Cai đang hướng tới. Xây dựng mối quan hệ bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, cụ thể là phát triển kinh tế hợp tác,
liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong nông nghiệp sẽ tạo ra sản lượng nông sản hàng hóa tập trung, chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và các đối tác tham gia. Đó cũng là góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.